Chào tất cả mọi người. Hôm nay là mới là bắt đầu cái ngày gọi là khởi điểm các cảnh quay của Lương Nghi bắt đầu nhiều hơn. Mấy ngày trước là mình cũng chỉ đến đoạn để chơi rồi làm trò cho mọi người xem thôi. Hôm nay bắt đầu quay nhiều. Ngày đầu tiên này trong mọi người trông mặt của Thành Ly Tán, mình nghĩ là tuần nữa thôi, mình là 2 tuần nữa thôi gặp lại. Sau những ngày tháng chiến đấu dậy sớm thức khuya ấy thì chắc chắn là sẽ tàn tạ không còn tươi tắn như bây giờ đâu. Mặc dù bây giờ các bạn nhìn thấy không tươi lắm. Hẹn gặp lại tất cả các bạn. Xin bây giờ. Hi. Bà cũng phải điệu lên một tí chứ. Đầu tiên cái đầu như kiểu đi duỗi ra không phải hấp dầu nữa, làm đi không tôi tài trợ cho. Mới nói gì vậy, tài trợ cho tôi hả? Nhưng mà quay nào, tháng nó bị sùi ra một lần chị vẫn được tài trợ luôn hả? Chồng ơi, tài trợ cho vợ suốt đời hả? Yêu quá. Em tôi đau đầu chưa hả? Sao vậy cháu? Tôi bị tẩy não rồi sao? Đưa đấy. À mà này, qua cái phòng biên tập rồi, thì sao? Trời ơi, đang vui mà nói gì vậy? Nhắc lại cái chuyện đó, tự nhiên lo ghê luôn. Giờ không biết hay sao luôn á. Tự nhiên đang từ phòng hành chính chuyển qua phòng biên tập. Dài. Thời dài lại. Vuốt mặt rồi quay lưng đi. Nhìn cười. Cười. Rồi đi luôn. Thank you.
lấy anh Phan đi, rồi ao Phan ra nữa tô ngược lại được không? Khán giả của chương trình của bộ phim Mối Đi Đầu của tôi, mình là Nam Phong và hiện tại Nam Phong đang vào chuẩn bị vào một bối cảnh có lẽ nói là rất quan trọng để thể hiện một phần nào đó sự cô đơn và một phần nào đó có thể nói rằng là khép kín của Nam Phong và mẹ Nam Phong sẽ phải thể hiện hết mình. Và hiện tại bây giờ là chúng ta mới bắt đầu là 7 giờ tối thôi, nhưng mà dự kiến rằng là đoạn phim này sẽ quay đến tận 5 giờ sáng. Và như các bạn có thể thấy thì hiện tại mình đang mặc một bộ vest để nói là rất là sang trọng, nhưng mà chỉ chút nữa thôi là bộ vest này sẽ bị ướt hết và nó sẽ dập vào mưa, một cơn mưa thì nói rằng là tuy là nhân tạo nhưng mà rất là tầm đá và rất đẫm nước mắt của Nam Phong. Hy vọng rằng mọi người sẽ đón xem và ủng hộ Nam Phong và tất cả những diễn trong phim nhé. Alo.
Xin chào tất cả các bạn. Hiện tại các bạn đang có mặt tại trong cái phòng Giám đốc sáng tạo Nam Phong, và các bạn có thể thấy rằng là căn phòng này do chính Nam Phong thiết kế lên, và tất cả những cái sự chuẩn bị và hoàn toàn những cái phong cách gì Nam Phong thiết kế lên. Xin chào tất cả các quý vị và các bạn đã đến với chương trình gia hội của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, đứng cạnh tôi hôm nay là chị La đang xuất hiện với một cái có thể nói rằng là rất là bành trướng và hoành tráng. Và chị có thể nói về cảm nhận về đồ này không ạ? Mamma mia, bắt đây là một cảm giác rất là vô mức, rất là vô mức. Tôi không hề chọn lựa bộ trang phục này cho một cái vai diễn, tại vì tôi là một người tinh tế và rất là bình thường, không hề bị điên, tôi không có vấn đề gì đâu. Nhưng mà đạo diễn yêu cầu tôi, đây là bộ đồ của nhà thiết kế đồ mạnh thường trong bộ trang phục Mr. Fred Press. Nhưng mà sao, cuối cùng là sao, tổng biên tập đưa đây rồi làm gì? Cuối cùng, tại sao? Làm sao mình có thể di chuyển được cái bộ đồ này? Xin mời mọi người hãy đón xem bộ phim mới trình đầu của tôi, phim bản Việt. Tôi tổng biên tập đây. Đây là người yêu của tôi mới ký hợp đồng ngày hôm qua. Chị! Nên cho đi thôi nào.